Thưa các bạn, cuốn Gương Hy Sinh của tác giả Nguyễn Hiến Lê mà các bạn sắp nghe sau đây là tiếp cuốn Gương Danh Nhân và là cuốn thứ nhì trong loại sách thanh niên. Chúng tôi gom lại ở đây tiểu sử 10 nhà bác học hoặc phát minh Âu Mỹ. Những vị đó đều có công lớn với khoa học, đều làm thay đổi đời sống của chúng ta, đều nêu những tấm gương hy sinh cho cái chân, đôi khi cả cho cái Mỹ nữa, và đều coi thường vinh hoa phú quý mà chỉ tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của nhân loại. Một vài nhà cũng có những tật nhỏ, nhưng chính vì vậy mà họ rất gần với chúng ta, và tiểu sử của họ mới cảm động. Lần lượt, chúng tôi sẽ cho ra những cuốn dưới đây, hầu hết đã soạn xong: Gương Danh Nhân, Gương Mạo Hiểm, Gương Chiến Đấu, để gom thành một bộ đọc vừa vui vừa có lợi cho sự trau dồi tri thức và đào luyện tâm hồn của thanh niên. Bây giờ, mời các bạn bắt đầu theo dõi nội dung cuốn Gương Hy Sinh của tác giả Nguyễn Hiến Lê.